Trước nay nhiều anh em thắc mắc về cái vấn đề lựa chọn một cây đèn L4 cho nhu cầu sử dụng của mình. Như thế nào là đèn L4 xịn, như thế nào là đèn L4 super phase, phase 1, phase 2 các kiểu. Thì hôm nay em mới có thời gian rảnh để làm một bài viết về cái phân biệt các loại đèn này. Thì trước tiên á, là mình tham khảo cái đèn L4 xịn. Ở đây mình gọi là L4 xịn nha, chứ không có L4 chính hãng hay gì hết. Bởi vì nói thật sự thì nó chả có phải là hãng gì cả, nó chỉ là L4 xịn. Thì L4 xịn này là như thế nào? L4 xịn này là thứ nhất là sử dụng tim led chính hãng. Đó, sử dụng tim led chính hãng. Ở đây mình chỉ có cây vàng nắng thôi, nên mình quay đỡ cây vàng nắng cho các bạn coi ha. Rồi, sử dụng tim led xịn. Thứ hai nữa, chất lượng gia công bao mạch tốt. Đó, rồi mặt khác là khả năng chống nước, rồi gia công bề ngoài mỏ nhôm các kiểu tỉ mỉ. Và dây chống cháy các kiểu. Rồi, đây là cây L4 xịn, mình gọi là xịn nha. Anh em đừng có bắt bẻ chính hãng hay gì đó, mất công lắm. Rồi, ở đây là cây L4, cũng là L4 xịn nhưng mà tim led đời mới, tim led mỏng XBL-HI. Rồi đây. Chất lượng gia công. Rồi, anh em hồi xưa thường hay phân biệt vào cái miếng nhôm như thế này, cái miếng nhôm cho bát như thế này là đèn xịn. Thì cái khái niệm đó giờ nó đã lỗi thời rồi, bởi vì giờ hàng super phase người ta ra, người ta đã làm cái này y chang như thế này rồi. Không còn là cái cách phân biệt này không còn gọi là hợp thời nữa. Tiếp tới mình sẽ có một cây đèn của khách. Đây là cây đèn mình xác nhận luôn là cây đèn super phase. Còn đây là cái con tem của chỗ bán, thì mình xin phép là mình giấu. Mặt khác ở đây mình cũng có, luôn một cây đèn của mình bán. Mình chỉ lấy về một cây thôi, lấy về cây chân thử để quay video thôi. Cây này cũng là super phase. Mình ở đây mình bán hàng phase là phase 1 mà hàng chính hãng, chứ không có bán hàng super phase này. Đây, bát nè, bát nhôm. Không khác gì đèn xịn nha. Rồi. Tiếp đến là mình có hàng phase 1. Phase 1 thì ở đây là đây, nó có sự khác biệt một chút xíu. Rồi về tim led nó cũng có sự khác biệt. Nó sử dụng tim led khác với lại tim led của L4 xịn. Mình giới thiệu tổng quan trước. Ở đây cũng có một cây L4. Nói chung L4 loại phase 1, phase 2 thì nó vô số kể, nhiều lắm. Mỗi thứ một giá, tùy chất lượng gia công. Chứ các bạn đừng có nghĩ là ở đây cũng bán phase 1, ở kia cũng bán phase 1, ở đây sao bán mắc mà ở kia sao bán rẻ, không có đâu nha. Tùy chất lượng gia công thôi. Cái này là cái hàng gia công vớ vẩn nè. Dây rất là kém mà dây không có tốt so với lại hàng 1-1 này. Này, đây này mình mới gọi là hàng 1-1 nè. Này, chất lượng gia công ha, dày cũng khá hơn. Còn đây là mình quẳng vào ném vào một cái hàng là phase 2. Đây nữa, cái loại đuôi ốc này. Mặc dù á, cái loại đuôi ốc này thì cái chất lượng gia công, cái chóa nhôm phản quang này nó tốt hơn cái thằng bên này. Nhưng mà mình cũng ném nó vào phần phase 2, bởi vì chất lượng gia công nó cũng không có được tốt lắm. Ở đây á, mình thế thì làm sao mà mình phân biệt được thế nào là đèn xịn
và đèn super face. Ở đây thì các bạn chú ý nè, cái tim led xịn á, chú ý rõ nha, cái tim led xịn á bình thường mình vẫn thấy dấu chấm, cái này nhìn trên thực tế các bạn sẽ rõ hơn. Tim led xịn mà các bạn vẫn nhìn thấy có những cái dấu chấm nhỏ nhỏ bên trong tim led á, chỗ cái nhân vàng vàng đó. Nó vẫn có những cái dấu chấm nhỏ nhưng mà nó nhìn không rõ, thì đó là tim led xịn. Thì các bạn có thể khẳng định một cái điều là cái con đèn L4 các bạn mua là cái con đèn L4 tốt, xịn. Còn cái hàng super face chẳng hạn, đưa mình bắt bạn coi nha, rất là dễ bị lừa nha. Rồi, hàng super face này thì các bạn nhìn thấy, có thể nhìn thấy rõ cái tim, cái chấm trên tim led nó nổi rõ lên, nó nổi rõ hơn, nó vẫn thấy chấm nhưng mà nó nổi rất rõ. Ở đây, đây cây này cụ thể hơn, cây super face của mình nè. Đây, các bạn nhìn nè, các bạn có thấy chấm không? Đó, chấm rất là rõ. Đó, tim nó vẫn là tim to, tim to và có hai râu, hai râu là hai cái chấm đen đó, nhưng mà cái chấm trên cái bề mặt tim led đó nó hiển thị rõ nét từng cái chấm đen một. Còn cái cây mà cái cây đèn xịn á thì nó vẫn rõ chấm, nó vẫn thấy chấm nhưng mà cái chấm nó rất là mờ, cái chấm nó hầu như là rất là khó nhìn thấy. Đó, đó là một đặc điểm phân biệt. Rồi, còn những cái dòng đèn phay thì lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy dòng đèn phay loại nào nó tốt, bởi vì sao giá nó cao. Bây giờ mình xử lý cái đèn chính này, cái đèn xịn này ra. Rồi, đèn xịn này ở đây, mình sẽ mở ra cho các bạn coi ha. Ở đây, ron cao su trắng. Ron cao su này không nói lên được vấn đề gì cả, nhưng mà ở đây thì cây đèn không dốc ra được ha. Rồi, mình phải mở ở phía sau mình mới nhìn được thấy cái bo mạch của nó. Đây, các bạn nhìn kỹ bo mạch nó nha. Đây, bo mạch của nó thì nó sẽ có một cái con rờ le nhiệt, để khi cái đèn nó nóng quá chúng ta sử dụng mà không đi, không lắp lên xe đi mà để một chỗ bật, nhiều khi cái đèn nó nóng quá nó sẽ gây ra tình trạng là rớt tim, cháy tim. Thì cái con rờ len nhiệt này nó có tác dụng là ngắt nguồn toàn bộ đèn khi mà cái đèn nó nóng quá. Rồi, chất lượng gia công thì theo mình như thế này là tốt rồi. Các bạn thấy không? Rồi, còn cái việc mà bo xanh, bo đen, bo đỏ, thực sự cái đó là khi gia công mình đặt nó màu gì thì nó là màu đó thôi. Trong này có một cái ron cao su. Còn ở đây cây super face mình mượn được của khách. Rồi, mình mở ra nè, cây super face các bạn thấy nha. Rồi, dốc ra được nè. Ở đây ron cao su cũng đầy đủ nha các bạn, không phải là không có nha, ron cao su đầy đủ. Rồi, bên trong cũng xài bo mạch đen. Thực sự thì bo mạch đen này thì chả khác gì bo mạch đỏ, bo mạch xanh, bo mạch trắng, bo mạch vàng. Nó chỉ có khác là cái màu lúc nó quét lên thôi. Nhưng mà ở trong là các bạn không thấy có cái con rờ le nhiệt. Bo mạch đó cũng gần gần như nhau, chả có gì nổi trội hết. Đây là hàng super face, có thể mở từ phía trước là thấy hết ruột gan bên trong.
Ở đây là cây Super Fay của mình. Đuôi, đuôi cây đèn gia công cũng khá là tỉ mỉ. Đuôi hàng này cũng gần giống, cũng một loại. Và đây đèn xịn thì đuôi nó hơi khác một tí xíu, và cảm giác là nó bo rất là kỹ, bóp cái đầu đèn rất là kỹ, bóp cái đầu dây rất là kỹ. Này nhìn thấy có vẻ lẻo lão lắm. Rồi mình mở cái này ra. Cái đèn này cũng có ron đầy đủ nha các bạn. Ron đầy đủ. Và cũng dốc ra được. Đây. Cái đèn loại này thì cũng mình lấy về thử thì nó có bo mạch đỏ và cũng có một con rè lê bảo vệ quá nhiệt, nhưng mà bo gia công thì nó hơi khác với lại cái bo mạch của con xịn. Cái này cực kỳ, này là cái Super Fine. Cho các anh em xem là về đèn Fay và Super Fay rồi. Bây giờ mình nói qua một số cái dòng đèn là 4 Fay 1, Fay 2. Ở đây thì các bạn có để ý nha, cái loại mà đèn và cái tim led nó màu trắng như thế này, so với lại những cái dòng tim led màu xanh này đó. Các bạn thấy vòng ngoài nó màu xanh không, so với lại cái này vòng ngoài nó màu trắng. Thì thường thường những cây led mà cái vòng ngoài màu trắng này, cái vòng ở chỗ cái mấy cái góc vuông thì nó cho cái công suất khá hơn mà so với những cái dòng tim led mà cái vòng ngoài bốn góc nó màu xanh này đó. Thì nên mình liệt những cái thằng mà tim led màu xanh này mà loại tim led kém chất lượng hơn. Còn thực tế nó như thế nào thì mình cũng chưa có kiểm chứng được, nhưng mà qua kiểm chứng về công suất thì mình thấy những cây led mà xài những cây led loại màu xanh này cho ra công suất rất là thấp. Rồi đây, bắt đầu mình mở cái con đèn này ra nha. Bên trong một ron đầy đủ nha. Và cái đây là bằng kính, miếng trắng này bằng kính nha. Cái đèn ra. Rồi. Bên trong nó bo mạch cũng giống như cái bo đèn của Super Fay. Hàng gia công cũng khá, và các bạn thấy có một cái con rời lên nhiệt 85 độ ha. Bởi vì cái chất lượng gia công nó khá nên cái đèn này có giá cao hơn một chút xíu so với những cây đèn khác. Rồi mình mở những cây đèn kém hơn nè. Này cũng có ron đầy đủ hết, hầu như vậy. Nhưng mà các bạn để ý, cái miếng này nè là bằng mica, cả cực mỏng này. Rồi, dốc cái đèn ra. Rồi, cái chó này bằng nhựa nha. Cái đèn này phải mở từ phía sau. Chống nước rất là lẻo lão, mình thấy không? Nè. Không có ron cội hết, bo mạch thì nhìn nó rất là gọn gàng, chả có cái rè lê bảo vệ quá nhiệt, như chất lượng gia công cái bo này khá kém, sử dụng không phải tụ dán
sử dụng những cái gôn tụ rẻ tiền hơn ha. Nhìn ra là thấy. Tương tự cây đèn này thì các bạn nhìn thấy rõ, mới đầu nhìn thấy vào là thấy có ron liền ha. Ron này ta thiết kế là ron nằm bên trong, tức nghĩa là ron lúc này nó che hết cái phần này chứ không có còn ron trên mà ron ron bên này. Loại này cũng hay mở từ phía sau. Chất lượng gia công khá kém, cũng bo mạch cũng tương đương như cái cây hồi khi vừa mới xong, vừa mới mở ra xong. Bo mạch trắng, thiết kế thì cũng không có đạt được tới cái mức độ mà khá, rồi lên nhiệt cũng không có ha. Rồi, như vậy thì các anh em có thể thấy được một cây đèn L4. Nếu các anh em muốn mua cái đèn L4 thiệt là xịn thì các anh em lưu ý cách phân biệt. Bây giờ người ta không còn phân biệt vào cái ngoại hình nữa, mà hãy lưu ý phân biệt vào cái quan trọng nhất là cái tim led thật hay tim led giả để mà mua. Chứ còn về ngoại hình thì hầu như bây giờ cái trình độ làm về bắt chước về ngoại hình nó gần như là rất là sắc sảo, mình không có thể nào mình phân biệt được bằng mắt thường đâu. Nhưng mà có thể phân biệt được thông qua tim led. Tim led này xịn hay không là mình có thể mình biết được là cây đèn nó là này, cây đèn xịn hay là cây đèn super bay. Rồi. Còn lại những cái đèn mà dòng phay 11 hay 12 thì cái đó là tùy vào cái chỗ bán thôi. Các bạn đừng có nên ham rẻ, bởi vì thật sự thì chả có cái cây đèn nào mà rẻ mà tốt, hoặc là cái nào mà hàng mà chất lượng mà giá rẻ hết. Nó luôn luôn có cái tương xứng với cái giá tiền mình mua. Bởi vậy nên anh em cũng đừng có tin mà lợi các shop nói là ở đây là đèn phay 1, đây là phay 2. Bởi vì phay 1, phay 2 là do các shop tự quyết định cái tên gọi. Còn lại là chủ yếu là cái chất lượng của cây đèn. Các bạn có thể thấy mình bung các cây đèn ra, các bạn nhìn thấy là chất lượng bên trong là nó sẽ thấy có cái độ chênh lệch khác biệt nhau rõ ràng. Bởi vậy những cây đèn phay 1 bên mình bán giá khác những cây đèn phay 1 ở bên những chỗ khác. Rồi tương tự như vậy thì chất lượng nó cũng khác nhau. Nên anh em hy vọng đây là một cái video cho anh em tham khảo để mà có thêm kiến thức khi lựa chọn và sử dụng cái cây đèn L4 này. Cảm ơn anh em nhiều.